Hey yo, xin chào anh trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. Thì như anh em đã biết, ở cái dungeon này, ở cái update này chúng ta sẽ có hai cái dungeon. Và hiện tại là mình đang gọi là cùng với hàng đại mình đang ở trong cái dungeon đầu tiên anh em ạ. Dungeon này thì xuất hiện vào lúc 7 giờ tối ngày 11 tháng 14 14 tháng 11 nha anh em. Và bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu farm nha anh em. Thì cái dungeon này nếu mà anh em đi nhiều người thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà cái tỷ lệ ra shiny nó sẽ ít, bởi vì chỉ có một người duy nhất ở trong cái team của chúng ta giết con boss thì mới nhận được shiny thôi. Đó là nếu mà anh em đủ mạnh thì anh em nên chia team ra, còn tụi mình thì hơi lười nên là tụi mình sẽ nhét 5 thằng vô đi cái cho nhanh em ạ. Và cố gắng đi được hai lần thì tụi mình sẽ có được hai cấp xuân nha anh em. Rồi, không nói nhiều lời nữa, bắt đầu video thôi. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kè thơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, thì tụi mình đã bắt đầu vào nha anh em. Thì mình sẽ bắt đầu đặt cái con Xenos để farm, bởi vì cái ải này anh em nó sẽ có cái con nó sẽ có một cái con mini boss rất là trâu, đó là mình sẽ đem theo cái con Sukana, đem theo cái ốp bom này, ốp lửa này để mình gọi là quỷ diệt nó. Thì anh em nên nhớ là trong cái dungeon này thì chỉ có bốn cái ải, bốn cái quay đầu là chúng ta cần phải thủ thôi, nên là anh em nên tập trung vào cái sức mạnh hết cái gọi là cái tâm trí vô cái quay đầu để anh thủ anh em ạ. Nó vô bốn quay đầu thủ rồi thì mấy anh em mình nó farm xíu nữa anh em ạ, tại vì tụi nó cũng sẽ có một cái con nào đó để nó ra hỗ trợ tụi mình, đó là cũng ném đâu hai mình sẽ gọi là cố gắng phòng thủ ở những cái quay đầu này. Rồi thằng em mình do là nó có con Xenos cấp 146 cũng như là có thêm ốp lửa nè, lượng đam thủ đầu khá là ngon anh em. Cái này thì khá là tin tưởng rồi, cái này thì uy tín rồi, nhìn cái con mà cấp 146 cũng nhìn mình còn rùng ngừ cái đứng đấy. Mấy con quái này ở những cái quay đầu thì cái lượng máu của nó sẽ rơi khoảng 2.000 và tầm quay sau nó sẽ lên là hình như mình nhớ là 4.000 đó. Thì những cái quay đầu thì chúng ta sẽ không có tiền đâu mà đỡ được nó, nên là chúng ta cần phải gọi là tích cóp. Rồi nè, bắt đầu ra nè anh em, mấy con quái chạy nhanh này không sống đâu. Mini boss xuất hiện nè anh em, mini boss thì xuất hiện với cái lượng máu là 10k, mình cần phải ra một con nào đó để gọi là hỗ trợ tấn công liền. Mình sẽ ra con Sukana 4k đam, nó sẽ ủi con này một phát một, giảm máu con này xuống, nó sẽ đỡ lại, vậy hai kia có thể tập trung farm tiếp anh em ạ. Rồi thì có vẻ mình cũng bắt đầu farm thôi anh em, nhớ là tầm hai quay đầu thì nó hơi khó thở nên là anh em phải cố gắng farm nhé. Rồi thì cái đó là những người chơi solo thôi, nếu mà anh em gọi là biết, nếu mà anh em gọi là tự hỏi là tại sao mà cái này mình hơi sợ vậy là tại lúc trước mình bị ám ảnh á anh em ạ. Mình đi cái dungeon mà mình đi solo anh em, mình còn gọi là bán của Bulma nó, mình hơi bị ám ảnh á anh em, nên là mình gọi là muốn khuyên nhủ anh em gọi là một ít lời đó anh em, gọi là cẩn thận ấy mà, trong anh em gọi là chơi ngu mình nữa nè. Ở anh em để ý nha, cái lượng máu ở cái quay ba là nó sẽ là 2.000 hoặc là 3.000 máu, nhưng mà qua cái quay năm cái lượng máu nó sẽ hạ xuống, nên là anh em chỉ cần gọi là phòng thủ ở những cái quay đầu thôi. Rồi và mình đã nói là anh em con mini boss ở cái quay ba này anh em nó sẽ sở hữu cái lượng máu rất là trâu, nên là anh em cần phải gọi là có một cái unit nào đó giảm máu của nó thật là nhanh, chứ không thôi là nó sẽ ủi nhà của chúng ta rất là khủng khiếp luôn anh em ạ. Đấy, nó sở hữu cái lượng máu này anh em, nhưng mà nếu mà anh em đi nhiều người á nghe, con quái boss con này cũng không tăng máu nữa, là cũng không cần phải sợ đâu. Rồi mình đã gọi là làm gỏi đứng đó anh em, bây giờ chúng ta có thể tự tin farm rồi. Đấy, ba quay đầu là nguy hiểm thôi, mấy quay sau nè đó 20 máu anh em thấy không, ba quay đầu nha anh em, ba quay đầu là khó, tầm mấy quay sau thì vứt. Đấy, mấy con pháo full này thì thằng em mình chỉ cần up một cấp thôi là nhẹ anh em ạ. Rồi thì hãy cùng đoán chờ thử coi là cái dungeon này thì nó có khác biệt gì so với những cái dungeon khác hay không nhé anh em ạ, và cũng cùng xem thử coi là cái phần thưởng của dungeon này nó sẽ là gì. Thì xong cái này thì chắc là mình sẽ gọi là đi tịch thu mấy cái cấp xuân để mình mở cho anh em coi, mà thôi chắc là mình sẽ để cái cấp xuân đó vào một cái ngày khác đi anh em ạ. Rồi bây giờ thì cứ phòng thủ nó, thậm chí là có những cái con quái nó còn máu ít hơn nữa, máu nãy có 12 đó anh em, máu con này 25 nè, đấy rất là nhàn luôn. Tầm anh em cố gắng gọi là thủ cho mình hai ba cái quay đầu thôi là xong, là anh em có thể gọi là thoải mái gọi là spam hết em ạ. Rồi cái dungeon này thì không biết là nó sẽ cho chúng ta cái unit gì nữa, để mình cố gắng là phòng thủ thôi, mong là nó sẽ gọi là không có quá là nhiều khác biệt so với cái những cái dungeon trước, chứ không thôi là mình cũng hơi ỉa đấy em ạ, tại không có cái quân nào mạnh hơn con Luffy đâu. Mình có đem theo con Itachi nè, nhưng mà tầm này farm 15 quay chắc là mình cũng không dám chắc là mình có thể ra được cái con Itachi mà mạnh mẽ đó anh em. Rồi thằng em mình nó có trời, con farm cấp 110 101 150, trời ơi ác vậy. Thằng này nó úp con Xenos 146, nó úp con kia thêm 150 nữa ha, farm quỷ diệt luôn. Chắc này nó đi farm nhiều lắm rồi, mà hoặc là nó có phần mềm auto farm thì mình cũng đang nghiên cứu cái phần mềm auto farm nữa anh em, mà hình như nó bị lỗi sao á. Mấy cái này mình cũng ức chế. Ôi mấy con quái bắt đầu trâu nha anh em, tầm quay 6 thì quái bắt đầu nó trâu trở lại nha anh em. Pháo full này nó sở hữu cái lượng máu là 20k cũng đáng sợ đó anh em, mà chứ không phải là nhờn được đâu, nhưng mà
Nếu mà tầm này mà anh em có mấy con kiểu như con này nè anh em, con Itadori nè với con Zenos cấp 146 thì chắc là mấy con này cũng không có tuổi đâu nè mà. Rồi, ổn. Tiếp tục là mấy con quái này máu nó cũng giấy thôi chứ không có quá là khác biệt đâu. Con Glonner này thì nó bởi cũng máu yếu anh em. Mình nhớ là vậy, con Glonner này bởi thì cái lượng máu nó cũng gọi là gấp đôi lên nó cũng yếu anh em, một K6 một cái gấp đôi lên nó cũng 3K2 nó cũng quét kìa, nó không có gì khó khăn đâu, thậm chí là máu nó còn không gấp đôi nữa, máu nó có mấy trăm thôi. Rồi, cố gắng thôi. Tầm này thì cố gắng để chắc là nó cố gắng cũng hơi quá, tầm này mình chỉ cần gọi có một thằng disconnect Sukana chưa. Ui, thằng nào mới disconnect ta? Ui da, cái thằng disconnect là cái thằng mà có con Zenos 160 luôn em ạ. Rồi thôi, cảm ơn nó đã gọi là hỗ trợ chúng ta trong quá trình thủ đầu rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ gọi là cố gắng gọi là đi tiếp thôi, chứ không thể nào mà gọi là để công sức của em nó gọi là bỏ sông bỏ biển anh em ạ. Bây giờ mà tụi mình thoát ra là giống như là nếu mà đạp vô cái công sức của nó anh em, đó là tụi mình sẽ cố gắng đi tiếp để nữa còn làm video gọi là review cái con đó cho nó coi anh em, sợ là nó coi không được. Và thật ra là cái dungeon này nó sẽ tồn tại cho anh em cái khoảng thời gian là 30 phút, thì nếu mà anh em đi đủ nhanh thì anh em sẽ đi được hai cái dungeon. Quan trọng hơn là anh em đi hai cái dungeon thì tỷ lệ ra sẽ đi nó sẽ cao, và cái thứ hai nữa là nó sẽ có thêm hai cái capsule đó, quan trọng là hai capsule đấy mà. Đi đi cái dungeon này chủ yếu là mình thèm capsule thôi, chứ mình cái con này thì mình cũng không có thèm khác lắm đâu. Con này thì mình gọi là đi chay có đầy anh em ạ. Đây con Glonner, con Glonner hai con mini boss. Hai con mini boss này có hai con mini boss này sở hữu cái lượng máu, có một con lên đến 500k máu nha anh em. Hơi phản là thua đó, hơi phản là thua đó nha, đừng đùa. Có một con sở hữu lượng máu lên tới 200k máu đấy. Hơi căng đấy, hơi căng đấy, để mình coi như nào. Đây, thật ra là 200k thì mình có thể sử dụng chiến thuật là rau đen ủi để làm chậm nó cũng được anh em. Tầm này thì ra rau đen vẫn còn ổn anh em ạ. Mình giờ mình có thể mình thả nhẹ con rau đen để gọi là làm chậm tụi nó. Đó sẽ một chiến thuật hay đấy anh em, để mình thả nhẹ nó cái làm chậm mấy con này lại. À thằng em mình có thêm cái hiệu ứng đóng băng nè, nên là cũng nhàn thôi. Rồi, nó cũng ra thêm con Luffy rồi, để gọi là bấu máu cái này. Con hai con này bị làm chậm anh em ạ, tỷ lệ nó ngụm của tỏi rất là cao. Mình sẽ hạ cái gọi là hiệu ứng xuống anh em, không thôi là mấy thằng ông nội này nó nổ ghê lắm rồi. Con Itadori này nó nổ nghe nhìn sợ thật sự luôn á. Rồi, thì anh em nhớ là tầm quay thứ 9, quay thứ 10 thì nó sẽ ra những con quái mà mini boss rất là trâu luôn. Anh em cần phải có một cái gọi là phương án để đối đầu nó, nếu không thì sập nhà đó nghe anh em. Để mình úp cái con này lên tiếp. Đấy, quay 10 vẫn còn gọi là ổn anh em ạ. Quay 10 thì vẫn chưa có hấp dẫn lắm đâu. Mình nhớ là hình như là thêm một quay nữa thì nó sẽ ra thêm hai con mini boss anh em ạ. Con mini boss đó thì cái lượng máu nó sẽ bằng khoảng 1/3 hay 1/4 gì con boss đó anh em. Là cũng anh em cũng nên cẩn thận những cái quay đó. Chơi game thì mình để ý một tí xíu nó sẽ ngon hơn. Rồi, bây giờ thì quay thứ 11 mình đã úp con Bulma được cái lần nâng cấp thứ 13 anh em. Mình sẽ nâng thêm một lần nữa, sau đó bắt đầu sẽ spam những cái con mình sẽ spam mấy con Luffy ra để phòng thủ anh em ạ. Tại vì tầm này thì ra Luffy là bắt đầu ổn anh em ạ. Đó, có mini boss xuất hiện nè anh em. Mini boss sở hữu 4 triệu máu. Một cái lượng máu khá là khủng khiếp đấy. Nếu mà gọi là không có phương án đối chọi nó thì anh em có thể ăn hành đấy. Rồi, úp con này lên thêm một cấp nữa. Nghỉ. Chúng ta sẽ ra những cái unit mà mạnh mạnh để gọi là bắt đầu khắc chế nó. Mình sẽ ra con này trước, mình sẽ ra gọi là người anh trai của chúng ta trước. Đấy, anh trai chúng ta thì khi mà nâng lên tới cấp độ 3 anh em là nó đã có bắt đầu hiệu ứng đốt lửa rồi, nên là cũng không sợ đâu. Mình sẽ úp nó lên cấp được nhiêu hay nhiêu anh em. Đấy, cấp của chúng ta là cấp thứ 5 mà nghe anh em, cấp độ thứ 5, lượng đam là 35k. 35k mà nướng thì cũng được nhiều đam lắm anh em. Đó, nên là chúng ta cứ ra sớm đi, ra được con này cũng rẻ anh em. Đánh cỡ mà mình úp khoảng 5k thôi anh em là cũng được cái lượng đam, vậy là mình thấy là cũng ngon đó anh em ạ. Có một cái là nó đốt hơi lâu thôi, nên là anh em cũng gọi là hơi sợ xíu mà theo mình là cái con này là một cái con mà thủ khá là ổn. Đấy. Rồi, con này thì còn 1k 1 triệu 9 máu nữa thôi. Chắc cũng ui có quá bài hả? À, không sao, quá bài thì con Luffy nó có thể lo được. Ổn. Để mình ra thêm con Luffy đi. Đấy. Ra thêm con Luffy cho nó giống em mình. Đó, con Luffy mình cấp cũng cao chứ không phải là thấp. Cấp của mình là 83 hơn đó. Đó. Bây giờ thì mình sẽ úp cái con này lên. Mình sẽ úp con Itachi lên được nhiều hàng nhiêu anh em. Rồi, con boss mini boss chúng ta chết rồi. Quay thứ 14 thì nó sẽ ra thêm một con boss này mà. Theo mình nhớ là vậy, con boss quay 14 thì cái lượng máu nó sẽ bằng phân nửa con boss. Đấy, mình nhớ là vậy anh em ạ. Nói chung là mình chơi cái ninja này lúc lần trước mình đi solo cái ninja này xong mình bị bệnh nên mình sợ lắm rồi. Mình giờ mình phải nhớ cái lượng đam của nó để không thôi là nó vô nó sốc mình chết. Còn Lanner này thì bình thường thôi. Còn Lanner bởi à cũng không thua được anh em ạ. Đấy, quan trọng là con mini boss thôi anh em. Quay sao là chúng ta có thể bán farm nó bắt đầu chơi anh em.
thằng em mình nó cũng đây, thằng này nó nâng lên cấp độ gần cuối luôn ông nội ơi. Nó vô đây nó farm hả chứ nó vô đây để nó farm hay gì ông có nội. Để coi. Boss quay boss không có boss luôn hả? Vậy là mình nhớ nhầm, quay 15 thì nó sẽ ra con boss cuối. Dạ hãy cùng coi thử coi là con boss cuối của quay thứ 15 thì nó sẽ bao nhiêu máu anh em. Để mình ra thêm. Em đặt được 7 con lù. Đó. Sell cái sell nhà farm luôn. Rồi. Xe farm thì mình sẽ đặt được thêm một con Luffy nữa anh em. Đấy. Thì nếu mà mình gọi là dồn hết thì chắc là mình sẽ nâng được cái con Itachi lên thêm một cấp anh em ạ. Nhưng mà tiếc là mình không có, mình đã quyết định là sử dụng con Luffy, hai con Luffy để đỡ đam thêm. Đấy, mình thấy là cái con này đốt cũng hơi lâu nên sử dụng Luffy cho nhanh anh em. Để coi. Quái hình như là quái nó chưa ra nữa đều hai cho anh em ạ. Để mình mong là con boss nó không chết quá nhanh anh em, mình muốn coi thử cái lượng máu của boss là bao nhiêu, cũng như là mình muốn coi thử coi là mình có thể gọi là có cái khả năng mà lụm được cái con Sunny hay không. Tại vì như anh em biết đó, đi một cái này thì chỉ có một thằng lụm được con Sunny thôi, nên là mình cũng mong là mình có thể vớt vát được con Sunny để gọi là cho anh em coi. Sunny thì có cái lượng đam nó sẽ chênh lệch một tí so với con thường và nó sẽ có cái blessing nó lạ hơn, nhưng mà yên tâm đi, ở cái lên trình sau thì anh em cũng sẽ có được cái con Sunny thôi. Và thêm một con đặc biệt hơn con Sunny nữa, cái màu nó sẽ khác xíu nhưng mà cái lượng đam thì nó vẫn bằng. Đấy, thì không biết cái lên trình sau thì nào có thôi. Bây giờ thì mình cứ gọi là đợi con boss xuất hiện thôi. Anh em có cái video rồi thì chắc là anh em cũng biết cái sức mạnh của mình tới đâu để chúng ta đi cái lên trình này rồi. Sao lâu thế nhỉ? Con boss lâu ra thế nhỉ? Ra nhanh đi chứ. Ui. Không máu luôn. Ra đi. Ôi, mình có thể ra thêm con Luffy. Đây. Mình sẽ ra thêm con Luffy. Thiếu một tí tiền anh em ạ. Rồi, con boss xuất hiện anh em ạ. Con boss xuất hiện với cái lượng máu là rơi là khoảng, ôi, con boss là có máu là khoảng mình ước lượng là khoảng là 9 triệu máu nha anh em. Con boss là 9 triệu máu. Ôi, nó biến mất luôn rồi anh em. Rồi, thì cái tốc độ thắng của chúng ta là rơi là khoảng là 10 phút 30 giây là 10 phút rưỡi anh em. Rồi, vậy là chúng ta sẽ được cái capsule khi mà chúng ta gọi là đi xong cái ải này. Và unit mình nhận được là bà mẹ đó, đâu rồi ta? Unit của tôi đâu? Rồi xong luôn, tôi không nhận được unit luôn. Rồi thì để mình check inventory lại thử coi là mình có cái unit đó hay không nhé anh em. Chết rồi, Sukana quá. 3 weeks later. Rồi anh em ạ, thì cái ải đó, cái dungeon này anh em, thì chúng ta chỉ nhận được gọi là một con ở mỗi một cái dungeon thôi nghe anh em. Tức là đi nguyên cái dungeon đó thì chúng ta chỉ nhận được một con thôi. Nguyên gọi là 8 người đi thì chúng ta cũng được có một con thôi anh em. Nên là cái này anh em phải solo thì anh em mới có được hàng ngon nha. Và cái phần thưởng dungeon của chúng ta sẽ là cái con mà lần trước mình có review á. Con này là con Rimi Maron, mình không biết tên nó là gì nhưng mà nó là ở trong cái bộ Naruto anh em ạ. Con này là cái con mà phiên bản sơn màu của nó, nó là màu tím anh em ạ. Thì mình sẽ làm gọi là video review nó sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì chắc là anh em cũng đã thấy được cái phần thưởng của dungeon này như thế nào rồi. Rồi thì ok, mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây nhé anh em. Cảm ơn anh em đã lựa chọn anh em mình trong hàng triệu video khác. Nếu có ý tưởng làm video đó, để lại comment cho mình. Giờ thì bye bye anh em nha.